các bạn có thấy cái mà mình đang thấy không? Ở đây là những cái con bọ mà đang bò trên mặt chậu rất là nhiều. Rất nhiều cái con bọ này. Mó và cảm giác rất là ghê. Bởi vì nó bò giống như kiểu cái con bọ, bọ mạt, bọ mờ ấy. Cái con này mà bò như kiểu ở trong ổ gà ấy. Nó bò vào người thì chắc là nó cũng cắn thì nhìn nó rất là ghê. Mà cái con này thì rất rất là phổ biến. Thường thường là nó sẽ ở có mặt chậu này. Rất là nhiều. Và những cái con này thì chủ yếu là ở phân gà. Nếu như mà bón phân gà nhiều, bạn nào bón phân gà tươi nhiều ấy, thì những cái con này bò rất là nhiều này. Nhìn nó rất là ghê. Và bây giờ chỉ cần chạm tay vào cái là nó bò lên tay rất nhiều. Rất là sợ cái con này này. Đối với những cái con này thì có thể là mình sử dụng là rắc vôi bột. Rắc vôi bột thì nó cũng có hạn chế, nhưng mà nó cũng không hết được. Nó chỉ một phần nào hạn chế thôi, chứ còn nó vẫn bò và nó không sợ vôi bột đâu. Thì các bạn có thể là sử dụng cái một số cái loại mà thuốc trừ sâu ấy, chúng ta phun thì nó cũng hết. Hoặc là mình có thể là sử dụng trừ rán ấy, trừ rán và trừ kiến ấy, thì các bạn có thể là xịt vào thì nó cũng hết. Chứ còn những cái con này thật ra ấy là nó cũng không có hại cho cây, nhưng mà nó là một trong những cái côn trùng ấy, thì có thể là nó sẽ dẫn những cái con khác đến, ví dụ như con kiến này hoặc là những cái con dẹp sáp ấy, thì những cái con này là nó cũng có tác dụng là nó dẫn dụ những cái con đấy đến, bởi vì nó tiết ra những cái chất để những con kiến đấy đến để ăn, thì nó cũng làm hại một phần, làm hại cho cây. Nhưng mà tóm lại là nó rất là ghê và bò rất là nhiều này. Đây các bạn thấy không, bò rất là nhiều. Những con này bò rất là nhanh, rất là kinh tởm.